thi hài anh Vũ được di chuyển lên máy bay bằng xe chuyên dụng, ngủ một giấc là về nhà. Sau bao ngày chờ đợi thì chỉ còn một ngày nữa là thi hài của nghệ sĩ anh Vũ sẽ được đưa về tới Việt Nam. Đồng nghiệp và người thân đang ngóng chờ từng phút. Cách đây ít giờ, ca sĩ Lê Ông Vũ đã đăng tải hình ảnh thi hài của nghệ sĩ anh Vũ được đóng gói cẩn thận, yên vị ở sân bay và chuẩn bị bay về Việt Nam. Như vậy, tròn 24 tiếng nữa thì thi hài của nghệ sĩ anh Vũ sẽ chính thức về tới Sài Gòn. Hiện tại, người thân cũng như đồng nghiệp và khán giả của anh Vũ tại Việt Nam đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón anh về trong yêu thương. Ca sĩ Lê Ông Vũ chia sẻ hai clip trên trang cá nhân. Thế là mọi việc đã an bài, bạn tôi đã an toàn trên sân ga, ngủ một giấc là tới nhà nhé. Sài Gòn ơi, đón anh Vũ nhé, anh mong gặp mọi người đó. Thi hài được di chuyển bằng xe chuyên dụng, hình ảnh đóng gói kỹ càng, lưu ý nhẹ tay khi vận chuyển. Hai clip mà Lê Ông Vũ chia sẻ trên trang cá nhân. Thi hài nghệ sĩ anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước đó. Trước đó, hôm 7 tháng 4, lễ viếng anh Vũ được tổ chức tại nhà quan an lạc ở thành phố California. Rất nhiều nghệ sĩ sống tại hải ngoại đã đến tiễn biệt anh Vũ lần cuối. Con gái nghệ sĩ Bảo Quốc, diễn viên Hồng Loan đã không ngăn được dòng nước mắt. Đồng nghiệp thương tiếc cho một người nghệ sĩ tài hoa vắng số. Lê Ông Vũ là bạn thân của nghệ sĩ anh Vũ. Mấy ngày qua anh không quản ngại vất vả chạy đôn chạy đáo để lo hậu sự cho bạn. Thi hài anh Vũ được di chuyển lên máy bay bằng xe chuyên dụng, ngủ một giấc là về nhà. Sau bao ngày chờ đợi thì chỉ còn một ngày nữa là thi hài của nghệ sĩ anh Vũ sẽ được đưa về tới Việt Nam. Đồng nghiệp và người thân đang ngóng chờ từng phút. Cách đây ít giờ, ca sĩ Lê Ông Vũ đã đăng tải hình ảnh thi hài của nghệ sĩ anh Vũ được đóng gói cẩn thận, yên vị ở sân bay và chuẩn bị bay về Việt Nam. Như vậy, tròn 24 tiếng nữa thì thi hài của nghệ sĩ anh Vũ sẽ chính thức về tới Sài Gòn. Hiện tại, người thân cũng như đồng nghiệp và khán giả của anh Vũ tại Việt Nam đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón anh về trong yêu thương. Ca sĩ Lê Ông Vũ chia sẻ hai clip trên trang cá nhân. Thế là mọi việc đã an bài, bạn tôi đã an toàn trên sân ga, ngủ một giấc là tới nhà nhé. Sài Gòn ơi, đón anh Vũ nhé, anh mong gặp mọi người đó. Thi hài được di chuyển bằng xe chuyên dụng, hình ảnh đóng gói kỹ càng, lưu ý nhẹ tay khi vận chuyển. Hai clip mà Lê Ông Vũ chia sẻ trên trang cá nhân. Thi hài nghệ sĩ anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước đó. Trước đó, hôm 7 tháng 4, lễ viếng anh Vũ được tổ chức tại nhà quan an lạc ở thành phố California. Rất nhiều nghệ sĩ sống tại hải ngoại đã đến tiễn biệt anh Vũ lần cuối. Con gái nghệ sĩ Bảo Quốc, diễn viên Hồng Loan đã không ngăn được dòng nước mắt. Đồng nghiệp thương tiếc cho một người nghệ sĩ tài hoa vắng số. Lê Ông Vũ là bạn thân của nghệ sĩ anh Vũ. Mấy ngày qua anh không quản ngại vất vả chạy đôn chạy đáo để lo hậu sự cho bạn. Trên đường về Việt Nam, bạn thân phải gọi tên anh Vũ khi đi qua ngã ba ngã tư, biết lý do ai cũng đứng hình. Tiết lộ thủ tục tâm linh không phải ai cũng biết trong hành trình đưa anh Vũ về quê. Thi hài cố nghệ sĩ anh Vũ đang được vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không. Lê Ông Vũ, người bạn thân 15 năm, đã được gia đình anh Vũ ủy nhiệm, lo liệu tất cả các thủ tục bên Mỹ, giờ đây còn đồng hành với anh Vũ về quê hương. Có một điều ít ai biết, ấy là việc Hồng Vân dặn dò Lê Ông Vũ đi đâu, nhớ gọi tên anh Vũ đi theo, nhất là khi đi qua các ngã ba ngã tư hoặc lên máy bay. Lý do là bởi Hồng Vân sợ anh Vũ sẽ lơ ngơ đi lạc vì có thể anh Vũ chưa biết mình đã từ giã cõi trần. Quả thật, chi tiết tâm linh này đã cho thấy sự chu đáo yêu thương vô vàn của Hồng Vân dành cho anh Vũ. Đúng như lời của một phóng viên tại Mỹ khi kể lại câu chuyện này, ai nghĩ sao thì tùy, nhưng những người yêu thương cũng thường gọi tên nhau khi nỗi đau mất mát quá lớn. Lê Ông Vũ kể lại phóng viên lời dặn dò kỹ lưỡng của Hồng Vân. Nghe mà thương, ca sĩ Lê Ông Vũ kể rằng nghệ sĩ Hồng Vân ở Việt Nam dặn Lê Ông Vũ đi đâu nhớ gọi tên anh Vũ đi theo, như đến ngã ba ngã tư hoặc khi lên máy bay cũng gọi tên anh Vũ để lên theo chứ không thôi lơ ngơ đi lạc. Có thể anh Vũ chưa biết mình đã từ giã cõi trần, ai nghĩ sao thì tùy. Nhưng những người yêu thương cũng thường gọi tên nhau khi nỗi đau mất mát quá lớn. Thi hài cố nghệ sĩ đặt ở phòng chờ sân bay, trên quan tài được đặt một bán hương, một bó hoa kèm cáo phó. Khoe ảnh sinh nhật cùng bố nhưng lại che mặt,
Thúy Ngân bị cộng đồng mạng trách móc mỉa mai không ra gì. Nhiều người không khỏi cảm thấy khó hiểu trước hành động này của Thúy Ngân. Thành công từ bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã giúp Thúy Ngân vụt sáng thành sao, trở thành một trong những nữ diễn viên được công chúng quan tâm hâm mộ. Không chỉ chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất giàu cảm xúc, mà ngoài đời Thúy Ngân còn gây tò mò khi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Hiếm hoi lắm mới thấy nữ diễn viên nhắc đến gia đình trước truyền thông. Mới đây, Thúy Ngân lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh với bố mình trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật cô và bố. Ngay khi vừa đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Thúy Ngân hào hứng chia sẻ, ngay trước sinh nhật, toàn mong gặp gỡ tụ họp bạn bè vì cả năm chỉ có ngày sinh nhật là có thể ở cạnh mọi người. Càng lớn càng mong những giây phút đó ở cạnh cha, cạnh gia đình thân yêu. Tuổi mới con mong cha mau khỏe, mong cha sẽ sống vui vẻ và mãi mãi bên tụi con. Điều ước nhỏ nhoi nhưng hãy là sự thật nhé. Năm tháng 4 là sinh nhật của cha cũng là sinh nhật con. Happy birthday. Thế nhưng điều khiến khán giả chú ý hơn cả là khi chụp ảnh chung bố, Thúy Ngân đều chụp từ đằng sau. Đặc biệt những tấm ảnh nào chụp chính diện đều được Thúy Ngân dùng icon che mặt bố lại. Trong khi đó, khi đăng ảnh cùng những người khác thì Thúy Ngân lại để hoàn toàn bình thường. Hành động này của Thúy Ngân khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Bên dưới phần bình luận ai cũng thắc mắc. Sao cha mà giấu mặt? Sao không khoe hình cha đi chị? Cha mình thì mình khoe có gì đâu mà ngại. Thậm chí một số cư dân mạng còn lên tiếng trách móc nữ diễn viên, cảm thấy tội cho cha của Thúy Ngân. Tuy nhiên, lý giải cho hành động này của Thúy Ngân, một số người cho rằng có thể vì nữ diễn viên không muốn gia đình mình nhận được sự quan tâm quá mức của truyền thông, được sống bình thường như bao người nên mới làm như vậy. Nhã Phương, làm gì tôi cũng nghĩ cho chồng và gia đình chồng. Sau hơn nửa năm kết hôn, nàng thơ nước mắt của phim Việt thêm khép kín và tự nhận mình trưởng thành hơn nhiều. Nhã Phương đóng vai một phụ nữ người Việt lao động tại Anh trong bộ phim Infill and Fullset. Chị nhận tin phim ngắn Infill and Fullset do chị đóng chính và làm sản xuất giành giải tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Oxford như thế nào. Khi ban tổ chức thông báo phim nhận 4 đề cử, tôi nghĩ chắc chỉ dừng ở đó thôi bởi tôi tham gia các sự kiện điện ảnh. Chỉ với mong muốn gặp gỡ nhiều người và học hỏi từ họ, không dám nghĩ đến việc thắng giải. Đêm trao giải tôi vướng việc cá nhân không thể tham dự. Đạo diễn Đào Đức Hải chụp ảnh cúp giải thưởng phim Anh xuất sắc và nữ diễn viên xuất sắc báo tin. Tôi vui, tôi vỡ òa hạnh phúc, cảm thấy chúng tôi thật sự may mắn. Thường các diễn viên chuyển hướng làm sản xuất hay chia sẻ thông tin với báo chí và khán giả. Riêng chị giấu kỹ dự án này, tại sao vậy? Tôi không giấu kín hoàn toàn đâu, tôi cũng đăng thông tin khi tuyển diễn viên ở Anh mà. Có điều tính tôi thích sự chắc chắn, không dám nói nhiều về những việc chưa xảy ra nên hạn chế chia sẻ thông tin. Với đà thành công của phim ngắn này, chị nghĩ sao về việc thử sức sản xuất các dự án phim dài? Đó là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi hiện tại, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm kịch bản tốt để đầu tư. Đối với mỗi bộ phim, kịch bản là quan trọng nhất. Vai diễn trong Infill and Fullset có số phận rất đặc biệt. Là một phụ nữ mang bầu, sống xa chồng và làm lao động bất hợp pháp ở Anh. Khác biệt lớn với chị ngoài đời, đóng vai này ảnh hưởng gì tới cuộc sống riêng của chị? Tôi học được nhiều điều về cuộc sống qua thời gian thực hiện Infill and Fullset, không chỉ trải nghiệm với câu chuyện của nhân vật trong phim. Tôi còn có dịp quan sát nhiều người lao động Việt Nam tại London. Đặc biệt mỗi ngày, tôi đều gặp chị chủ tiệm nail nơi đoàn quay. Chị cũng là người dạy tôi làm móng. Quan sát cuộc sống của chị, cách chị sinh hoạt, làm việc, ăn uống, tôi cảm thấy đáng yêu và được tiếp thêm nhiều năng lượng cuộc sống. Sau đám cưới, chị dường như càng kín tiếng hơn. Cuộc sống hôn nhân khiến chị thay đổi thế nào? Sau ngày cưới, tôi thấy mình sống chậm hơn một chút, trưởng thành hơn. Lúc chưa lấy chồng, tôi tự do làm việc mình thích. Còn hiện giờ làm gì tôi cũng nghĩ tới anh ấy và gia đình chồng. Nói vậy không có nghĩa là tôi chịu gò bó, từ bỏ sở thích, thói quen của mình. Chỉ là tôi học cách dung hòa giữa hai vợ chồng. Có những việc tôi thích nhưng anh ấy không thích, tôi sẽ tiết chế hoặc khéo léo thuyết phục, lâu kéo anh ấy tiếp nhận. Ngược lại có những món tôi không thích nhưng anh ấy cất công nấu, tôi cũng dần học cách ăn. Tôi nghĩ phụ nữ kết hôn xong càng phải đẹp lên, không những vì chồng mà còn vì bản thân trước. Nói vậy Trường Giang là người nấu ăn chính trong nhà, còn các việc nhà khác thì vợ chồng chị phân chia thế nào? Anh Trường Giang rất giỏi nấu nướng, lại hiểu biết về ẩm thực. Ngày trước tôi dùng đồ ăn chỉ biết khen ngon hay không ngon, nhưng anh ấy sẽ phân tích cho tôi thấy món ăn ngon ở đâu, nấu thế nào. Hai vợ chồng đều bận rộn, chúng tôi rất tôn trọng công việc của nhau, nên thường xuyên chia sẻ việc nhà, ai rảnh thì làm, không phân chia cố định. Dạo trước, vợ chồng chị đóng chung một quảng cáo hài hước, trong đó chị vào vai một phóng viên tò mò về đời tư của diễn viên Trường Giang, có phải anh chị tái hiện cuộc sống thường xuyên được quan tâm của mình. Những câu tôi hỏi anh Giang trong clip đó là câu mọi người hay hỏi chúng tôi diễn lại vì cố ý chọc anh ấy, nhưng thực ra chúng tôi chỉ nói vui vậy thôi, hoàn toàn thoải mái, không giận ai hết. Anh chị đã có dự định gì chung về phim ảnh hay kinh doanh?
Tôi chưa dám nói trước về ý định kinh doanh, còn về làm phim, nếu có kịch bản phù hợp chúng tôi sẽ đóng chung. Cá nhân tôi muốn cân nhắc kỹ các dự án ngỏ lời mời vì các đạo diễn đều nhớ đến tôi với hình ảnh bánh bèo sướt mướt, trong khi hiện giờ tôi muốn thay đổi mình. Phim ngắn Infield and Fawcett do Nhã Phương sản xuất kiêm đóng chính quay toàn bộ tại London, Anh năm 2017. Trong phim, cô vào vai một thai phụ có chồng bị trục xuất về nước, một mình ở Anh làm lao động chui. Phim có chi phí khiêm tốn khoảng 5.000 bảng Anh, khoảng 150 triệu đồng. Nhã Phương không nhận cát xê, tự lo đi lại và tìm kiếm nhiều nguồn hỗ trợ từ các đồng nghiệp thân thiết. Phim từng được giới thiệu tại góc phim ngắn của Liên hoan phim Cannes năm 2018, tham gia 20 sự kiện điện ảnh quốc tế khác.